Thưa bà con và quý khán giả, hiện nay nhiều nhà vườn ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chăm sóc hơn 200 hectare quýt hồng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Nhờ thời tiết thuận lợi, cây quýt hồng đang phát triển tốt, nhà vườn cũng đang tập trung cung cấp dinh dưỡng để trái quýt chín đúng dịp Tết. Và dự kiến sản lượng sẽ đạt hơn 5.000 tấn trái, tăng gấp đôi so với năm trước. Dự báo trong tuần tới ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ đều đặn có mưa dông về chiều đến tối, có ngày mưa to. Mưa ẩm giúp cây quýt phát triển tốt nhưng cũng dễ phát sinh sâu bệnh. Vì vậy, bà con cũng nên thường xuyên thăm vườn để kịp thời xử lý. Buổi sáng thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Cùng với Đồng Tháp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng có mưa về chiều trong 10 ngày tới. Mưa xảy ra trên phạm vi rộng, có những điểm mưa to trong thời gian ngắn, dễ gây ngập úng cục bộ. Về nhiệt độ, các ngày từ 26 đến 30 tháng 9, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Từ ngày 1 tháng 10 trở đi, nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng lên, dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Trong ngày mai, ở cả khu vực Nam Bộ, dự báo có mưa nhiều, một số nơi mưa sớm từ trưa, vì vậy thời gian nắng ngắn vào buổi sáng. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và những địa phương khác sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Bản tin của chúng tôi kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.